Tường Vũ Đại Phúc Tấn xin kính chào tất cả các quý anh chị. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới tất cả các quý anh chị là hai tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất bên tay trái em đây là tác phẩm Nhất Kê Tài Lộc, và tác phẩm thứ hai bên tay phải đây là tác phẩm Gia Đình Gà. Và sau đây em xin giới thiệu về tác phẩm là Nhất Kê. Dạ vâng, đây là tác phẩm Nhất Kê. Tác phẩm này bên em được chế tác bằng chất liệu gỗ chắc và có kích thước cao là 61, ngang là 34 và sâu là 22. Và tác phẩm này bên em đang giao lưu với mức giá là 3,9 triệu đồng. Dạ vâng, nhưng em sẽ quay sát hơn tác phẩm để các bác có thể thử nã một cách chi tiết nhất ạ. Dạ vâng, đây là diện mặt của chú gà nhé các bác nhé. Các bác nhìn thấy màu này mát đều, rất là có hồn và rất là tự nhiên nhé. Các bác có thể nhìn thấy nông bầm này, phần đông đuôi này, tất cả đây được các bác thợ bên em mà đục tỉa rất là chi tiết và rất là sắc nét nhé. Những đường đục rất là cong, rất là mềm mại các bác nhé. Phía dưới đây thì chú chân trái đang đứng trên một thỏi vàng, và bên chân phải thì đang đứng trên một bao tiền này, và phần miệng của chú thì đang ngậm một giải sâu tiền vàng này các bác nhé. Như các bác đã biết thì là trong phong thủy gà trống có tác dụng hóa giải các khí ác trong nhà, chiêu tài lộc, hỗ trợ cho người về làm kinh doanh. Vâng, và sau đây em sẽ sang tác phẩm thứ hai, và tác phẩm Gia Đình Gà các bác nhé. Dạ vâng, tác phẩm Gia Đình Gà này thì được bên em chế tác bằng chất liệu gỗ hương ta nhé các anh chị nhé, và nó có chiều có kích thước là chiều cao là 88, ngang 55 và sâu là 50 nhé. Và tác phẩm này bên em đang giao lưu với mức giá là 7.800.000 đồng thôi ạ. Dạ vâng, 7.800.000 đồng thôi. À, các anh chị đã sở hữu tác phẩm này rồi ạ. Và em sẽ quan sát tác phẩm hơn để các bác có thể thưởng lãm mình một cách chi tiết nhất nhé các bác. Dạ vâng. Dạ vâng, đây là diện mặt của chú ạ. Các bác có thể nhìn đôi mắt này rất có hồn, màu mắt đều rất có hồn tự nhiên nhé. Phần đuôi lông này thì rất là mềm mại nhé và sắc nét nhé. Tất cả các chi tiết nhỏ đều được các bác thợ bên em đục rất là tỉ mỉ này. Các góc cạnh thì đều được moi móc một cách rất là sạch sẽ nhé các bác nhé. Màu gỗ thì rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Màu gỗ rất đẹp, rất sáng này. Phần phía dưới đây thì là bên trái này là đang có một chú gà con đang đứng dưới chân chú đây. Dạ vâng, và đây là chân của chú gà này. Chân, đôi chân cực kỳ là dũng mãnh này các bác này. Các bác có nhìn thấy những đường vảy này không? Đường vảy này như là những chiếc vảy rồng như các bác nhé. Và đây là chiếc cựa này, một chiếc cựa rất là sắc, rất là nhìn rất là oai phong này. Dạ vâng, bên tay phải đây là những có những khóm hoa phù dung rất là đẹp như các bác nhé. Có rất là nhiều những bông hoa đang nở rộ này, hoa bông hoa đang nở rộ rất là đẹp. Vâng, và phía dưới đây là của những chú gà con và gà mẹ nhé các bác nhé. Vâng, chú gà mẹ thì cũng đã được bên em chăm chút một cách rất là tỉ mỉ này các bác này, những đường nét đục rất là tỉ mỉ và sắc nét nhé. Những chú gà con cũng không thể thiếu được những đường nét sắc nét này. Đây các bác có thể thấy không ạ, rất là đẹp nhé. Những mỏm đá đã được bên em làm chạm khắc rất là thật nhé các bác nhé. Và phía đây còn có một thỏi vàng này các bác này, và em sẽ quay một vòng sản phẩm này các bác có thể thưởng lãm được một cách chi tiết hơn nhé các bác nhé. Thấy không ạ? Tập một tác phẩm rất là đẹp này. Tác phẩm này bên em được tứ diện nhé, và đây là phần đằng sau của chú gà sống này. Các bác có thấy không ạ? Rất là đẹp nha các bác nhé. Màu gỗ thì đẹp tuyệt vời luôn này các bác ơi. Đây là màu gỗ hương nha các bác nhé. Những phần trắng trắng này là phần xác gỗ các bác ạ. Phần những phần trắng này thì tô điểm cho tác phẩm thêm kháng thêm sinh động này. Những vệt lông trắng này của những chú gà là những chú gà mơ đấy các bác ạ. Dạ vâng, tác phẩm này bên em giao lưu với các bác chỉ với mức giá là 7.800.000 đồng thôi. Là các bác đã sở hữu một tác phẩm rất là đẹp để bày trưng trong phòng khách hoặc là phòng làm việc rồi nhé các bác nhé. Dạ vâng, các bác nào nên quan tâm tới tác phẩm nào thì hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại Zalo là 0389889968. Và sau đây em cũng xin kết thúc video tại đây, và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em ạ.